dáng sedan hai đầu các bác nhá. Máy 1.4 cực kỳ đẹp. Nội thất rất sang luôn, màu kem. Được mệnh danh là lành các bác nhá. Và tiết kiệm nhiên liệu. Một mẫu xe khá phổ thông, form dáng sedan hai đầu, rất đẹp luôn. Vâng, em chào các bác. Tiếp tục hôm nay em lên sóng cho bác xem một mẫu xe đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất của em thường xuyên cập nhật nhé. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Chevrolet Avell, sản xuất năm 2017 các bác nhé. Đó, giá cực kỳ tốt luôn, 159 triệu thôi. Thực sự bác là bên em bán con xe nào cũng giá cũng rất là rẻ, hợp lý luôn đúng không ạ? Con này là mẫu xe bản đủ nhá các bác nhá. Trang bị là gương kính chỉnh điện này, túi khí, phanh ABS đầy đủ. Màn hình Android kết hợp cam lùi, cam hành trình trên này đây. Đó. Đầy đủ luôn. Vô lăng đẹp này. Trang bị hai túi khí đằng trước các bác nhá. Nội thất màu kem nhìn rất là sáng xe và sang trọng luôn. Một mẫu xe quốc dân, phổ thông cực kỳ lành. Với cái tầm tiền quá hợp lý luôn đúng không ạ? Đó, Chevrolet Avell, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ nhá. Đó, đến từ thương hiệu của Mỹ. Động cơ 1.4. Bên em chào bán mức giá là có 159 triệu thôi. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 các bác nhá. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang. Tất cả xe bên bán ra đều có cam kết cho bác bằng văn bản đầy đủ luôn là xe không đâm đụng và không ngập nước. Con xe này máy là còn zin luôn các bác nhá, máy số zin, keo chỉ zin. Được phủ màu ghi này, nhìn rất sáng sủa luôn. Máy thì em đang để lỗ đây, lỗ khá êm luôn nhá. Túi khí phanh ABS đầy đủ luôn các bác nhá. Cam màn hình, cam lùi, cam hành trình. Xe rất đẹp này. Máy lỗ êm này. Form rất căng luôn. Trang bị mâm đúc này. Máy em đang để lỗ đây. Toàn bộ đèn đằng sau nguyên bản rất sáng đẹp luôn. Toàn bộ logo này, zin này. Chevrolet Avell này, một mẫu xe đến từ thiệu của Mỹ này. Độ bô đằng sau này. Tầm tiền có 159 triệu thôi, giá cực kỳ hợp lý nhá. 159 triệu bao rút hồ sơ. Nói thật sự các bác luôn là cái giá này là em không bớt nữa nhá, coi nhá. Đó, cái giá này là em đang chuẩn luôn ạ. Các bác không thể tìm được chỗ nào là bán được con xe này xe gia đình mà lại không taxi dịch vụ. Đó, mà máy zin thì giá thị trường 159 triệu hầu như không có nhá. Đó, nếu mà máy zin, keo chỉ zin 159 triệu thị trường các bác kiếm được con xe như này rất hiếm, hầu như không có. Còn mấy cái xe mà máy ra rồi thì không có bàn tới, không có thể bằng được con này nhá. Đó nhá, con này máy zin này, đường ống nước còn zin này. Máy đang lổ đây. Lổ rất êm này. Răng đầu nguyên bản này. Em quay cực kỳ chi tiết để các bác xem qua tivi hoặc điện thoại cũng có thể chốt được luôn nhá. Đó. Bên em bán xe có cam kết cho các bác bằng văn bản đầy đủ. Đây các bác yên tâm nhá. Máy động cơ ETEC 2 này, máy 1.4 thôi. Vâng, đó là tổng thành chiếc xe Avell. Một lượt em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video lần sau ạ.